Ê, chán quá mày. Bữa giờ á, mày có tìm được công việc nào không? Tao tìm được, tao ngồi đây với mày làm gì? Không biết làm sao á, mấy hôm nay tìm công việc đúng khó luôn á. Bốc vác mà tìm cũng không được luôn á. Không phải á, là người ta không nhận, mà tại vì tao với mày không chịu làm thôi. Tại vì nay là năm 3 rồi, việc học á thì nhiều, sắp tới còn phải đi thực tiễn nữa, thời gian học không có, lấy đâu mà đi làm. Ừ, mấy hôm nay á, ê, tao thấy cái này không ổn mày ơi. Cả tháng nay á, tao cũng không dám hẹn ai ra đường luôn á. Đi chơi bạn bè cũng không dám luôn. Tiền thì không có, mà gọi về cho ông bả hoài á, cũng kỳ. Tao có khác gì mày đâu. Phải chi á, mà có công việc nào làm thứ bảy chủ nhật thôi ha, mà có tiền liền á, tốt biết mấy. Anh chào hai đứa. Anh là... Anh ngồi xuống đây để nói được không? Rồi, dạ. Anh ngồi đi. Không biết làm sao á, mấy hôm nay tìm công việc đúng khó luôn á. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Phong. Hiện tại anh làm ở công ty vận chuyển hàng hóa. Thì ngày hôm nay anh đang cần tuyển nhân viên gấp để vận chuyển hàng, vì khách hàng vừa mới đặt hàng cho anh. Dạ. Dạ. Anh thấy hai đứa chắc sức khỏe cũng tốt, phù hợp với công việc này. Nhưng mà đừng có lo, hàng hóa của tụi anh vận chuyển á, toàn là những vật dụng nhân phòng, nó nhẹ nhàng lắm, không có nặng nhọc cồng kềnh gì đâu. Dạ. Là mình khuân vác nó xuống anh. Đúng rồi, em chất hàng lên xe, đi tới địa điểm em bỏ hàng xuống. Dạ. Đơn giản lắm. Cái này tụi em làm được anh. À, mà anh cho em hỏi là thời gian làm như thế nào anh? Phải chi á, mà có công việc nào làm thứ bảy chủ nhật thôi ha, mà có tiền liền tốt biết mấy. Đa số bên anh á là vận chuyển vào dịp cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, và mỗi ngày mình làm có khoảng tầm 2-3 tiếng đổ lại thôi à. Dạ. Còn em không biết là lúc mà tụi em đi làm á, anh có theo tụi em không? Tất nhiên là có chứ, anh phải theo sát chứ. Dạ. À, quên nói nữa. Dạ. Lương thì bên anh trả theo tiếng. Dạ. Một tiếng là 150 ngàn. 150 ngàn. Sao hai đứa thấy được không? Hai đứa suy nghĩ gì nữa. Đa số hàng của anh á, giống như anh nói lúc nãy rồi, là đồ văn phòng chứ không phải hàng cấm gì đâu. Thôi, cũng đang có gì làm đi. Dạ, rồi tụi em làm anh. Vậy đồng ý làm đúng không? Dạ. Anh, công việc á, mình chỉ làm ngày hôm nay thôi hay là mình được làm lâu dài luôn vậy anh? Đúng rồi anh. Công ty của anh á, là thường xuyên nhận vận chuyển hàng hóa mà. Cho nên á, công việc rất là đều, tụi em yên tâm. Nếu tụi em làm tốt á, thì anh sẽ gọi hoài. Đúng là hên như cá gặp nước vậy đó. Hai đứa tôi đều đang cần tiền xoay sở, sinh hoạt. Giờ may mắn gặp được công việc thích hợp, không gò bó về thời gian. Rảnh thì làm, lại được 150 một tiếng. Làm có 3 tiếng là được 450 rồi, quá tốt luôn. Công việc này tụi tôi dư sức làm được. Với lại đi làm chung hai đứa như vậy, có gì bảo ban nhau cũng tiện, nên tụi tôi đồng ý. À, xin lỗi. Dạ, em nghe nè anh. À, em tìm được nhân viên rồi, đi làm trong hôm nay luôn anh. Vậy rồi. Cuộc trao đổi công việc giữa người tìm việc và việc tìm người được diễn ra khá nhanh chóng. Có lẽ vì quá vui mừng vì tìm được công việc thích hợp với thời gian học, lương lại cao, nên người trong cuộc không nhìn thấy được điểm bất thường khi hoàn toàn mờ tịch thông tin, cơ sở làm ăn của bên tuyển dụng. Sự vội vàng và dễ dàng tin tưởng lời nói một phía của người đàn ông này đã đẩy hai bạn đến tình cảnh trớ trêu. Chỗ mình làm hả anh? Thì gì ta? Hẹn anh giờ này mà tự nhiên tới đây đóng cửa. Chờ xíu anh gọi điện thoại. Dạ. Tụi em tới rồi chị. Sao? Chị chưa về hả? À, dạ. Vậy thôi có gì tụi em đợi. Chị chủ nhà có công việc đột xuất, khoảng hơn 2 tiếng nữa mới về tới. Thôi chịu khó mình đợi. Hay đang vậy? Gần đây có quán ăn gia đình, quán quen của anh, hay là anh em mình ra đó lại ra ha. Đi ha. Thiệt tình là thật lòng hai đứa tôi không có tâm trạng ăn uống trong lúc này. Thứ tụi tôi quan tâm nhất là có được việc làm ổn định và nhận được tiền liền thôi. Mà có lẽ là không muốn đi cùng thì đúng hơn. Vì thứ nhất đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, tụi tôi cũng có chút e dè, dè chừng. Thứ hai là tụi tôi ngại vì tụi tôi không có tiền. Anh ơi, chắc anh chở tôi về nhà trọ đi. Có gì khi nào làm á, anh điện thoại đi, để em bắt xe chạy qua liền. Thôi cứ đi với anh đi. Anh hiểu ý em nghĩ gì luôn rồi. Lo vụ tiền bạc đúng không? Yên tâm đi. Anh mời hai đứa thì anh sẽ là người trả. Coi như quà làm quen đi ha. Mai mốt anh em mình cùng công tác nữa. Đi đi, suy nghĩ cái gì? Yên tâm đi.
anh mời hai đứa thì anh sẽ là người trả, coi như quà làm quen nha. Mấy bốt anh em mình không tác nữa. Đi đi, suy nghĩ cái gì? Ảnh giờ như là sếp của tụi tôi rồi, chẳng lẽ giờ anh đã mở lời vậy, không lẽ tụi tôi vẫn bỏ ngang đi về thì coi sao được. Phần gì cả nể, sợ phật lòng ảnh, ảnh không thuê làm việc nữa thì có nước mà đói. Trong lúc hai đứa đang rất cần tiền nữa, cho nên thôi, tụi tôi cũng vui vẻ làm theo lời ảnh nói luôn. Dạ, nghe lời anh. Dạ, đó chưa? Dạ. Nhìn gương mặt đắc chí như thế này, quý vị cũng đã hiểu được trò lừa của người đàn ông này đang từng bước tiến triển thuận lợi theo dự tính của hắn. Nhưng vì sao hắn ta lại chọn hai bạn sinh viên này là đối tượng để giăng bẫy khi họ không có tài sản giá trị nào trong tay? Cùng theo dõi tiếp tình huống, câu trả lời sẽ khiến quý vị bất ngờ đấy. Mình ngồi đây đi. Dạ. Phương Vũ ơi, mấy đứa nhìn quán này ở ngoài vậy thôi á, chứ bên trong toàn phòng VIP, khách đông lắm. Dạ. Ăn gì á cứ gọi thoải mái nha. À, mà anh quên, hồi nãy anh rủ hai đứa ra đây đúng không? Dạ. Nhưng mà mình đang trong lúc làm việc, chút xíu phải vận chuyển hàng rồi. Dạ. Cho nên chắc ăn thôi khỏi uống. Dạ. Bữa nào anh mời uống sau. Dạ, dạ, uống sau anh. À, hai đứa thích món nào á cứ lựa thoải mái. À, dạ thôi, anh mời thì anh gọi gì tụi em ăn đó. Dạ. Quán này có đặc trưng là lẩu xí quách ngon lắm. Dạ. Em cho anh cái lẩu xí quách với một dĩa gỏi xoài đi. Làm nhanh nhanh nha. Xin lỗi anh có điện thoại. Ngồi đi. Dạ em nghe anh. Anh đi làm về chưa? Về rồi hả? Dạ. À, em đang ngồi quán ở gần nhà anh nè. Dạ. Bên em có giao hàng chứ, nhưng mà khách người ta kẹt công việc đột xuất, cho nên tụi em phải ngồi đợi. Cho nên em rủ mấy đứa em vô đây ngồi ăn luôn. Nhìn tướng tá cao ráo khỏe mạnh lắm, dễ thương lắm anh. Để em giới thiệu cho anh luôn hen. À, với lại có khách hàng mới biếu em chai rượu ngon lắm, chắc để gửi tặng anh. Anh không có xe hả? Vậy thôi để em chạy qua rước liền. Gần nhà anh mà, ra chơi với tụi em xíu. Dạ. Ông anh của anh gọi. Cảm ơn em. Thôi mấy anh em mình lấy trà đá thay cho bia đi. Tại bữa nay chút xíu mình làm việc. Dạ, dạ. Mời anh. Tiền em ơi. Để kể cho hai đứa nghe, cái cuộc điện thoại hồi nãy á là của ông anh thân thiết của anh gọi. Ngày xưa anh cũng như mấy đứa vậy nè, cũng nhờ một tay ảnh hướng dẫn công việc rồi mới giới thiệu anh vô công ty làm, cho nên anh mới được như giờ. Để anh giới thiệu hai đứa cho ảnh. Tụi em cảm ơn anh nha. Ảnh chuyên về hàng trang trí nội thất, bán được hội chợ cũng vào dịp cuối tuần luôn á. Cỡ tướng ta hai em á là dư sức luôn á. Ảnh nói chuyện rất là thân tình, không hề có khoảng cách giữa sếp và lính, lại còn có ý giúp đỡ tụi tôi tìm thêm công việc nào vào ngày cuối tuần nữa, thì các món ăn từ từ được dọn ra, tụi tôi vui vẻ thoải mái ăn uống trò chuyện. Tụi tôi cảm thấy may mắn vì được gặp một người anh tốt bụng như vậy, tất nhiên là không còn sự đề phòng hay cảnh giác nào nữa hết. Cảm ơn anh. Cảm ơn. À em, có chỗ quán đây không? Em nói chỗ quán ra cho anh gặp xíu. Cảm ơn nha. Hiếu. Tí xíu á, em ra sau xe, em lấy một chai rượu ra đây nha. À, để chút anh tặng ông ánh mà. Dạ, dạ, em mời anh. Ăn tự nhiên đi. Dạ, dạ. Cỡ ngon lắm anh. Dạ. Em chào mời anh. Dạ, chào anh. Nghe phục vụ nói là mấy anh gặp tôi có gì không? Dạ, em tính gặp anh đồ đi. Đồ ăn đây không được hay là phục vụ không tốt vậy? Dạ, anh hiểu lầm rồi. Em tính kêu anh ra để nhờ anh việc. Em có ông anh ở gần đây nè, mà ổng không có xe máy. Tụi em thì lại đi xe 16 chỗ. Nhà anh của em thì hẻm nhỏ, không xe không vô lọt. Cho nên tính mượn xe của anh, em qua rước ảnh xem về liền à. Chừng 10 phút à. Thôi được, cái đó dễ mà, có gì đâu. Dạ. Tụi tôi ngồi đó ăn uống, nhưng vẫn nghe được ảnh nói chuyện với chủ quán là mượn xe của chủ quán để đi đón anh sếp gì đó. Thấy chủ quán đồng ý ngay, tụi tôi nghĩ là có lẽ là do khách quen của quán,
hai người là bạn bè hay quen biết gì đó, cho nên mượn xe đi công chuyện là chuyện bình thường. Có ngờ đâu mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ừ, thôi nếu được thì đi ra trước tôi đưa cho. Ha? Dạ rồi, cảm ơn anh. Đi. Dạ dạ. Hai đứa ăn tự nhiên nha. Dạ. Thiếu gì gọi thêm. Hiếu nhớ lấy chai rượu nha, lo ăn là quên lấy đi. Em nhớ nhiệm vụ của em mà. Rồi, anh đi nha. Dạ, dạ anh đi đi anh. Anh Minh đó. Anh dạ, dạ. Bún không? Anh ăn bún ngon mấy không? Anh bún không anh? Ngon, bún không anh? Dạ. Thì mấy anh em ở ăn con mẹ nha. Dạ dạ. Có cần gì thì gọi anh. Dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Thôi hai đứa ngồi ăn nha, anh chạy ra lấy chai rượu cái. Dạ dạ, dạ anh đi. Lẩu đi. Tắt bếp, tắt bếp. Lâu lâu ăn được một bữa ngon, tụi tôi cứ cắm cúi vừa ăn vừa trò chuyện mà quên mất trên bàn lúc nãy chỉ còn có hai đứa tôi à. Ông anh thì đi chưa có về, người tài xế ra xe lấy chai rượu nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại bàn nữa. Sao anh tài xế đi lấy cái chai rượu mà nãy giờ không thấy người đó mày coi rồi? Thật à? Đi đi. Còn cứ rồi đi. Ăn nó lẹ đi. Đi. Lâu ta mới được ăn. Sếp tụi mày ơi. Gì vậy? Không có chiếc xe 16 chỗ nào hết á. Mày họ bảo vệ chưa? Tao không nhớ là tao... Đúng rồi, nãy họ bảo vệ á. Là bảo vệ nó là xe nó cua đường kia rồi. Cái bãi giữ xe nằm đây nè. Là tối ba đường đi ra đường lớn rồi. Mày coi kỹ chứ anh nói là lấy chai rượu mà anh đi đâu. Hồi nãy anh Phong nói đi rước ai mà sao giờ cũng chưa tới về là sao vậy? Ờ ha. Kỳ vậy ta. Ủa rồi ông anh có em quay lại chưa vậy? Dạ. Anh đang cần xe đi công việc. Thì ông anh là nãy ngồi ở đây là nói mượn xe của anh đi rước anh là bạn gì đó. Tụi em đâu có biết đâu anh. Vẫn chơi hoài. Mấy anh em vô đây vui vẻ ăn uống này mà không biết là sao. Điện thoại giùm anh thử coi. Nói thiệt với anh á là tụi em mới quen hai anh này à, không có số điện thoại. Tụi tôi có nói thì sao thì anh chủ quán cũng không tin. Còn nghĩ tụi tôi là đồng bọn nữa chứ. Tụi tôi kể lại toàn bộ sự việc là thật sự mới quen ảnh có vài tiếng trước thôi. Và không có số điện thoại để liên lạc luôn. Anh chủ quán ảnh tức lắm. Ảnh nghĩ tụi tôi là người quen. Còn ngồi ở quán nên ảnh mới cho mượn xe. Giỡn mặt với anh hả? Đâu có đâu, tụi em thiệt với anh. Mấy anh em vô đây vui vẻ mượn xe của anh đi công chuyện. Bây giờ nói là không có số điện thoại, không biết lấy xe của anh đi giờ chưa trả nữa. Giỡn mặt với anh hả? Không nói nhiều nữa, đợi xíu đi. Điện công an phường lên giải quyết. Công an phường bắt đầu xuống làm việc. Tụi tôi bị mời lên cơ quan công an để điều tra. Thiệt là tụi tôi cũng là nạn nhân mà. Tụi tôi trình bày hết mọi việc bằng nghiệp vụ chuyên môn. Bên cơ quan công an đã lấy lại công bằng cho tụi tôi, khẳng định tụi tôi chỉ là nạn nhân. Và hiện hai đối tượng lừa đảo đã bị bắt. Hắn đã khai rằng thường lân la ngồi quán cà phê để tìm kiếm con mồi. Hắn đã biết được tụi tôi đang cần việc làm thêm, cần tiền mà dân bẫy lừa. Phải chi mà có công việc làm thứ bảy chủ nhật thôi nha, mà có tiền liền. Kế hoạch của hắn thật sự rất là hoàn hảo, không có chút kẽ hở nào hết. Dẫn tụi tôi tới căn nhà khóa cửa, rồi đánh trúng tâm lý sợ mất việc làm nên phải đồng ý đi cùng hắn tới quán ăn. Sau đó xem tụi tôi như là giật thế thân để chủ quán tin tưởng mà giao tài sản cho hắn. Đây thật sự là bài học đắt giá cho tụi tôi. Cũng vì sự thiếu suy xét, nóng vội và cả nể đã tiếp tay cho kẻ gian lừa lấy tài sản của người khác. Vậy là quý vị đã có câu trả lời rồi đúng không bà? Đối tượng rất khôn khéo, đã lừa đảo, lợi dụng hai bạn sinh viên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt xe của chủ quán. Qua tình huống này, Trí Thuận mong rằng quý vị sẽ có bài học cảnh giác cho riêng mình, cần hết sức cân nhắc khi nhận lời ăn uống với người vừa gặp mặt. Bây giờ hôm nay cô dắt cô tới đây để cô chọn xe. Dạ, chào cô, chào anh ạ. Mình cần tìm xe gì ạ? Để coi cái xe có như thế nào ạ. Dạ. Rồi, cô cho con mượn giấy tờ để con ghi thông tin của mình ạ. Rồi. Rồi.
Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn anh. Con, cô có người bạn á, cũng muốn mua xe á, để cô giới thiệu con nha. Ủa vậy hả cô? Ừ. Dạ, vậy cảm ơn cô nha. Thì bữa nào cô hẹn bạn cô ra quán cà phê, chỗ hôm bữa con với cô gặp á. Rồi, rồi. Thì lúc đó mình uống cà phê, vừa uống cà phê mình vừa bàn luôn. Rồi, rồi, dạ. Rồi, rồi. Rồi. Thôi cô về nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, uống nước đi chị. Uống nước đi em. Dạ. Trời, hẹn nãy giờ xong phút tới là lâu ghê á. Tôi muốn mua cái xe tay ga thì để dành đủ tiền rồi. Rồi cái gặp bà bạn, bà nói là nếu như mà mua xe trả góp á, thì được mua hàng chính hãng mà còn rẻ hơn được 7 triệu nữa. Đó, ban đầu tôi không có tin đâu. Nhưng mà sau cái bà nói là bà cũng đang nhờ người tư vấn để mà làm thủ tục mua xe trả góp á, cho nên tôi mới là đi thử, đi gặp cái người tư vấn nó coi ra làm sao. Giờ này cũng trễ rồi, đẩy mình qua là nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Việc ăn mặc bảnh bao đến gặp nạn nhân, hắn tự tin giới thiệu mình là nhân viên tín dụng của ngân hàng đến để tư vấn về hình thức mua xe trả góp. Cô Hoài. Dạ. Còn đây là Việt, bạn của đứa cháu em á, nãy em mới kể cho em nghe. Có nghe cô Liên giới thiệu về con. Dạ. Thì biết là con làm ở bên cái vụ mà mua bán xe đúng không? Dạ đúng rồi cô. À. Thì con tư vấn cho cô biết đi. Hắn ta đó khá là lịch sự, ăn nói từ tốn, rành rọt về xe dữ lắm. Hắn bảo nếu mà mua trả góp á, mà thông qua hắn á, thì rẻ hơn 7 triệu bạc. Dạ thì con á, cũng thú thật với cô là hiện tại con đang liên kết với các nhân viên trong ngân hàng á. Thì tụi con làm cái thủ tục này á, là nó trái quy định với ngân hàng. Nhưng mà ngược lại nó rất có lợi cho khách hàng. Tức là mình trên danh nghĩa là mình mua trả góp, nhưng mà mình không trả lãi hàng tháng mà mình lại được 7 triệu. Thành ra khách hàng họ đến với con rất là nhiều, là họ tự đến không à. Rồi vậy là cô hiểu rồi. Mình mang danh nghĩa đó là mình mua trả góp để dạ, mà mình được giảm giá cái xe đúng không? Đúng. Rồi cái cô đưa tiền cho con. Dạ. Cô đưa hết. Dạ. Xong con lấy cái tiền đó cô làm hồ sơ cho nó hợp lý để mà đưa xe về cho cô lấy trong ngày luôn. Dạ đúng rồi. Dạ nếu mà cô mà đồng ý á nha, thì con sẽ dẫn cô đến cửa hàng xe. Cô sẽ lựa những chiếc xe mình ưng ý nhất. Sau đó con sẽ làm thủ tục cho cô mà cô phải đóng trước những cái khoản phí như là phí trước bạ, phí lấy biển số xe và những khoản thuế khác để cô lấy xe về ngay trong ngày. Thì cô nếu mà cô lấy xe xong á, thì con sẽ đến nhà cô làm thủ tục xong, sau đó thì cô phải chồng tiền hết cho con. Được tận mắt thấy những hợp đồng của khách hàng mua xe trả góp thông qua Việt, lại được chính người bạn mình là bà Liên giới thiệu và cũng được mua xe trả góp, nên bà Hoài yên tâm đồng ý mua và giao cho Việt đi làm thủ tục mua xe trả góp thay mình. Đó, rất nhiều khách hàng họ ký với con đây. Đó. Thôi mà chị yên tâm đi. Cháu nói nãy giờ là cũng nhiều rồi, thôi em cũng tham gia mà chị. Cô ký hợp đồng đi. Vậy đi. Rồi con giúp cho cô ha. Dạ. Vậy thì nếu cô đồng ý thì con hẹn cô ngày mai mình sẽ ra cửa hàng xe, thì lúc đó cô sẽ lựa xe. Lựa xe xong thì bên chủ cửa hàng họ sẽ làm thủ tục để cho cô nhận xe về ngay trong ngày, và cô phải đem theo tiền để đóng các lệ phí nha cô. Rồi, rồi cô dạ, sẽ làm. Dạ thì sau khi mà cô chọn xe không thì làm thủ tục ngân hàng, thì con với cô sẽ cùng về nhà của cô, thì con với cô cùng ký vào cái hợp đồng tín dụng để mà làm thủ tục, sau đó cô sẽ chồng tiền cho con là cô có xe mới chạy. Thôi bây giờ tôi đặt niềm tin vô chú á. Dạ. Nha, cố gắng cho cô nha con. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Liên nha. Hồi nãy giờ quên mua nước mời con. Dạ thôi được rồi, tại vì con tới trễ lỗi của con. Thành ra phải làm, tại vì con biết là cô cũng rất nôn nóng mua xe, nên thành ra là mình cứ vô vấn đề luôn vậy. Dạ. Ê, cố gắng cho cô nha. Dạ thôi, cũng tư vấn cho cô Hoài xong rồi thì con cũng có xin phép con đi, tại vì con còn 2-3 khách hàng nữa hẹn. Ê, con cố xin gắng phép làm cho cô nhanh dạ, nhanh nha con. Dạ, con xin phép con đi ạ. Okay. Chào hai cô. Được lắm đó chị. Nó mua mà cũng mà làm hồ sơ thằng nó giỏi ghê. Làm hồ chị sơ cũng nghe lời em á. Hắn còn thay tôi đi làm các giấy tờ mua xe trả góp, rồi dẫn tôi đi chọn xe, rồi đưa về tới nhà hẳn hôi, cho nên tôi mới yên tâm. Đó. Rồi nhất là khi mà thấy cái hợp đồng thanh toán tiền xe với cửa hàng đó, nó xong xuôi hết trơn rồi. Rồi cộng với cái việc mà xe đã mang về nhất nhà, cho nên tôi yên tâm lắm. Vô đi đi con. Dạ. Vô nhà ngồi ngồi đi con. Dạ cảm ơn cô. Con mua cái xe cô mừng quá trời mừng. Coi nhìn ở ngoài có thấy thương không? Đó,
21 đi cái đó mới là sang á. Đó. Thì cô thấy không, tụi con làm thủ tục rất nhanh gọn lẹ, cô lấy xe về nhà liền thôi. Bởi cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Vậy mới có được cái xe rẻ chứ. Dạ. Uống nước đi con. Dạ dạ. Uống nước. Thôi sẵn tiện mình làm hợp đồng luôn cái con. Trà ngon lắm nè con. Uống đi. Dạ rồi. Hợp đồng đó hả con? Dạ dạ. Để cô lấy cái kiến gì, không có kiến là không có thấy được. Uống nước đi con. Dạ dạ, cảm ơn cô. Trà ngon lắm á. Dạ. Nhà cô làm đó. Dạ rồi, đây là cái hợp đồng vay tín dụng của mình á. Thì cái này á là mình ký thôi, chỉ là hình thức thôi nha cô. Hình thức để mình làm cái thủ tục để vay ngân hàng mà mình không phải đóng lãi hàng tháng á. Dạ rồi. Rồi cô ký xong rồi cô viết ghi rõ họ tên giùm con. Họ tên hả con? Dạ. Rồi. Rồi. Cô ký giùm con bản này nữa con. Rồi. Dạ dạ, rồi. Coi như cái này là con sẽ gửi cô lại một bản. Thì cô về cô đọc kỹ những cái nội quy hợp đồng trong đây. Thì nó cũng chỉ là hình thức thôi. Thành ra là mình cũng đừng có lo ngại vấn đề gì hết. Dạ. Rồi cô gửi cô một bản. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Thì những cái thủ tục giấy tờ này là coi như là bên con đại diện cho cô, con làm hết tất cả mọi thứ. Kể cả với bên cửa hàng, bên ngân hàng cũng vậy. Là con đứng ra con đại diện cho cô, con làm hết tất cả mọi thứ nên cô cứ yên tâm. Về mặt pháp lý. Dạ. Ở ghê vậy đó, có con chứ không biết cô làm sao cũng mua được. Dạ. Cũng không biết thủ tục làm sao nữa, không có rành. Thì con cũng mới làm cho cô Liên xong á, thì làm cho cô nữa là coi như là hai cô nào cũng có xe mới đi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Có gì cô liên hệ rồi con giải thích cho cô thêm ha. Dạ à, dạ. Rồi con. Cô xong rồi cô thanh toán tiền cho con luôn, tại vì xe mình đã về rồi. Dạ. Con quên cái vụ đó. Cô ấy kỹ rồi, con muốn đếm lại thì con đếm cho kỹ nha. Để dạ. Giao qua con rồi mốt nói cô không được đâu. Cô cháu mệnh gì chứ cái dạ, rõ dạ. Ràng nha con. Đủ không? Sao con? Đủ không? Dạ, đủ rồi cô. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Alo. Hả? Con nói cái gì? Đó, nhưng mà hả, đến đúng một tháng sau. Đó, tới cái kỳ mà góp đầu tiên á, tôi mới nhận được cái điện thoại của ngân hàng là gọi tôi lên trả góp. Thì ngân hàng cô đóng đầy đủ hết rồi mà con nói cái gì vậy? Con nói cái gì vậy? Cô đóng hết rồi, con có lầm không? Cô còn giữ cái hợp đồng ở đây nè. Rồi được rồi, cô sẽ gặp con, cô đưa con sao? Rồi. Sao kỳ vậy ta? Đi gọi bà Liên này coi sao? Cái phía ngân hàng cũng cho tôi biết là không có ai đến đóng tiền thay tôi hết á. Rồi tôi nghe vậy á, tôi mới hoang mang lắm, tôi tìm cách tôi liên lạc với lại hắn mà không có được. Rồi cái mới gọi điện tới cho cái bà bạn tôi. Alo? Alo, Liên hả? Bà tìm cách liên lạc với Việt nhưng không được. Gọi cho người bạn của mình thì bà nhận được tin chính Việt cũng đã lừa bạn của bà và còn nhiều người khác nữa. Có thể nói, thủ đoạn của tên lừa đảo rất tinh vi. Hắn vẫn dẫn nạn nhân đến cửa hàng để mua xe, vẫn làm các thủ tục trả góp với bên chủ cửa hàng. Xong xuôi, hắn vẫn làm hợp đồng tín dụng mua trả góp với ngân hàng nhưng không giao nộp số tiền còn lại mà nạn nhân đưa cho hắn, mà hắn đã ôm tiền cao chạy xa bay. Một bài học cho những người vì dễ dãi tin người là tham lam giá rẻ nên tiền mất một cách oan ức. Một chiếc xe nhưng bà Liên, bà Hoài phải trả gấp đôi giá tiền gốc vì sự tham lam thiếu hiểu biết. Mà bây giờ làm sao giờ chị? Em sao vậy? Bây giờ nó lừa chị em mình chứ giờ làm sao? Trời ơi chị ơi, bây giờ mình mất tiền rồi làm sao chị? Bây giờ biết làm sao giờ? Thì em tin tưởng người quá thì chị lại tin tưởng em.
Ban đầu chị nghi nó cũng có là lừa đảo mà không biết sao là chị lại sập bẫy với nó đó. Đúng là mình ham tiền rồi mà. Chị, giờ làm sao giờ chị? Bây giờ làm sao? Bây giờ mới đi trình báo công an chứ giờ biết làm sao giờ? Rồi báo công an rồi có lấy tiền được cho mình không? Cái đó bây giờ mình chưa có biết được. Mình cứ đi trình báo đi rồi công an, cái đó là bổn phận của người ta làm thôi. Vậy thôi nha. Dạ dạ. Rồi. Chị đi đây nha. Dạ. Ở nhà nhớ khóa hết mấy cái tủ cửa nè. Nghe không? Khách tới coi á, chị lấy một cái điện thoại cho người ta xem thôi. Đừng lấy ra hết á, nghe không? Dạ em biết rồi. Chị, chút xíu nữa mua cơm cho em nha. Biết rồi cô, bà đặt đòi hỏi nữa chứ. Trà sữa nữa nha. Ôi trời. Được rồi cô ơi. Mập ghê vậy đó. Nhớ coi cửa hàng cẩn thận nha, chị đi 2 tiếng chị về. Em biết rồi, hãy tin đó em. Mệt ghê á, đòi trà sữa mà không tin nữa thì thôi luôn á. Nè, mày ngồi ở đây. Tao chưa trong đó trước. Nhớ á, là khi nào tao nói cái điện thoại đó hợp mạng với tao á thì mày vô liền không? Đừng có quên đó. Rồi em biết. Mình rồi. Chỉ có một tiếng đồng hồ để hành động thôi. Rồi em biết rồi, chị vô đi. Em ơi. Dạ. Nói nghe. Sao em coi dùm chị cái điện thoại coi sao mà chị nạp thẻ cào trả trước nạp hoài mà nó không vô. Dạ chị để coi cho. Với lại biết sao không? Cái điện thoại này á của cháu chị bệnh gửi về mà toàn tiếng Anh không à. Nên cái gì đâu mà khó xài quá, chị không biết xài gì hết trơn á. Em coi giùm chị đi. Chị cái password là gì chị? Dạ. 4 số 1 em. Dạ rồi. Chị xảy ra thì cũng cách đây hơn 1 tháng rồi. Nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn nhớ rõ như in. Thì hôm đó bà chị tôi có việc phải đi ra ngoài giao tiệm lại cho tôi. Thì cái việc mà bán điện thoại với bán thẻ cào thì tôi rành lắm. Nhưng mà cái việc mà sửa phần mềm, chỉnh sửa phần mềm điện thoại thì tôi không có rành. Hôm đó thì kẹt một cái là cái anh kỹ thuật anh lại phải đi ra ngoài để sửa máy cho khách. Đang cái lúc mà tôi đang kiểm tra lại điện thoại ấy, thì cái chị này chỉ muốn là lấy một cái điện thoại khác để xài cho dễ hơn. Chị, cái này là do là mình sử dụng trả sau. Còn cái sim này là cái thẻ này là trả trước nên đâm ra mình đâu có nạp được chị. Vậy hả? Trời, chị mù công nghệ quá, không có biết gì hết trơn. Ba cái điện thoại này khó xài quá. Dạ. Em sao chị? Sẵn em coi giùm chị, em chuyển tiếng Anh sang tiếng Việt chứ tiếng Anh chị không biết gì hết trơn á. Vậy hả? Để em kiểm tra coi đừng coi làm được hay không đã. Nếu mà không được á thì chị để lại đây đi. Kỹ thuật bên em á người ta sẽ kiểm tra xong, người ta chuyển xong á là người ta sẽ gọi cho chị tới lấy nha. Thôi giờ em cứ kiểm tra đi. Chị đi vòng vòng với coi điện thoại cái nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Em cho chị coi cái điện thoại này đi. Dạ. Rồi để em mở. Chị, cái này nhỏ gọn nè chị. Mà chị xài á là cũng được nữa. Nó dễ xài lắm chị. Pin nó lại rất là tốt. Dễ thương quá ha. Dạ. Chắc chị phải mua một cái giống vậy quá. Cái kia để cho ông chồng chị em xài. Chứ chị không có rành gì hết trơn á. Dạ. Dạ. Bán cho anh mấy cái cạc đi. Anh chờ em chút xíu nha. Em đang bán cho cái chị này. Có gì xíu nữa em bán liền, chờ em chút. Trời ơi, nhanh đi. Đổi giờ. Chị cái này đi. Em cái này màu đen hợp mạng với chị nè. Dạ. Mà nó nhỏ gọn nữa. Dạ. Em ơi. Dạ. Bán cho điện thoại cho anh đi. Dạ, anh chờ chút xíu ạ. Đi, chị đứng đây chị coi điện thoại đợi em xíu không sao đâu, đi cứ trời ơi, nhanh đi em. Đi. Dạ chị coi nha. Dạ giờ làm của anh hết rồi. Đang trong lúc tôi tư vấn cho bà thì lại có một người tới muốn là mua cạc số lượng lớn nữa. Tôi sợ mất khách số lượng lớn mà, cho nên
một phần á thì tôi chủ quan là do là tôi nghĩ là tôi đã cầm cái điện thoại của bà trong tay rồi. Một phần nữa là cái anh chàng này anh ấy hối bán cái cạc cho ảnh. Cho nên là tôi không có để ý gì đến bà và cũng quên mất là chưa có khóa cái tủ. Nào ngờ là trong cái khi tôi đang kiểm cái số lượng thẻ cào để bán cho cái người kia thì bà ta nhanh tay lấy cái điện thoại và bỏ vô giỏ của bà ta. Có không em? Dạ dạ em đang đang coi anh ơi, chờ em chút xíu ha. Trời ơi lâu quá. Dạ chờ em xíu à. Trời ơi làm ăn chậm chạp quá, thôi thôi khỏi đi em ơi. À, em để ơi. Giờ làm rồi, anh đi nha. Em. À, dạ. Chắc à, để chị về chị hỏi chứ không xả chị còn có cho chị mua không chứ thôi không cho chị mua nữa. À mà dạ. Cái điện thoại của chị á, em chuyển sang tiếng Việt chưa? À chị, cái điện thoại này nãy giờ lu bu quá em chưa có chuyển cho chị. À, chị để lại đây đi, bên em chuyển xong á thì sẽ gọi điện thoại cho chị tới lấy nha. Ờ, nếu mà để ở đây vậy á, chị có bị đổi đồ không? Chị yên tâm đi, cửa hàng bên em rất là uy tín. À, bên em cũng có tem niêm phong rồi lấy lại số điện thoại khách hàng nữa. Nên chị cứ yên tâm đi. À nè nè, cho chị mượn cái điện thoại. Dạ. Nè điện thoại của chị nè. Dạ. Không, cái chỗ này nó hơi bị chày chày sơ sơ nè, em thấy không? Dạ. Đó, biết rồi. Ý, chỗ này nè. Đó, dạ. Phía bên đây. Em giữ kỹ kỹ giùm chị nha. Dạ chị yên tâm đi, để em lấy cái tem niêm phong nha chị. Dạ. Dạ đây chị. Em sẽ bỏ điện thoại chị vô trong đây xong rồi dán tem lại rồi ghi giấy biên nhận cho chị. Dạ. Mình tên gì vậy chị? À Mỹ Nga. Dạ cho em số điện thoại chị ạ. 0919. Dạ. Chị, bên em á anh kỹ thuật mà về mà sửa xong rồi á thì sẽ gọi cho chị nha. Ừ. Dạ có thể làm ngày mai là lấy được rồi đó chị. Ừ, cảm ơn em. À em, dạ. Em nói kỹ thuật á sửa kỹ kỹ giùm chị nha. Dạ. Với lại cái số điện thoại này nè là số điện thoại của chồng chị. Dạ. Có gì cứ gọi cho chồng chị là chị đó chị lấy nha. Dạ dạ em biết rồi chị. Ừ cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị. Ừ. Chỉ vô đây chỉ sửa điện thoại rồi chỉ mua điện thoại rồi có thêm một cái anh khách nữa anh vô đây á anh mua cái cạc điện thoại lu bu quá rồi vậy đó rồi chút xíu nữa đi hết trơn rồi mất cái điện thoại chị. Rồi bà đã phải sửa điện thoại có để điện thoại lại không? Dạ có đi nè chị. Đưa chị coi. Trời đất ơi sao đem thui vậy nè. Em có ghi lại số cái điện này thoại rồi em ơi. Em ghi số điện thoại để cái em gọi thử sao. Em có kiểm tra chưa? Hồi nãy em kiểm tra rồi và màn hình sáng đàng hoàng. Có lên gì đâu nè, điện thoại này hư mất tiêu rồi. Đâu em lấy số điện thoại đó gọi coi. Tới khi tôi kiểm tra lại á thì tôi mới phát hiện là cái điện thoại gần 4 triệu để trong tủ là đã bị biến mất rồi. Tôi tá hỏa liền gọi điện cho chị của tôi. Chị tôi về chị tôi mới nói là đưa cái điện thoại của bà ta cho chị xem.
Thì chị tôi mới nói là cái điện thoại này là giả, không có xài được. Nhưng mà tôi nói với chị là điện thoại này rõ ràng lúc nãy tôi kiểm tra là có xài được, vẫn còn hoạt động. Chị, tụi ba không có liên lạc được. Bây giờ tụi nó ranh ma lắm. Đó, em thấy chưa? Tôi sực nhớ là cái lúc mà tôi cúi xuống để lấy cái bao để niêm phong lại cái điện thoại cho bà ta, thì có lẽ là lúc đó là bà ta đã tráo cái điện thoại rồi. Thật sự là tôi không có ngờ. Bình thường á, ở trong cửa hàng là có một cái chị bán hàng, một anh kỹ thuật và cả chị của tôi nữa. Thì cho dù là có khách có đông cỡ nào đi chăng nữa thì cũng tôi nghĩ là không có xảy ra cái tình trạng như vậy. Tôi biết chắc là bọn chúng đã rình rập ở đâu đó và biết là ngày hôm đó tôi coi tiệm một mình, cho nên là bọn chúng đã phối hợp để hành động. Thông qua tình huống tái hiện vừa rồi, nhìn nụ cười của em đẹp tựa như đóa hoa xuân người, nụ cười tựa xuân mãi nhẹ nhàng rơi xuống khu vườn xinh, mái tóc bênh bồng bềnh như làn mây trời, tiếng nói ô dịu dàng cho anh. Lan, đây tăng ca hả? Ừ, nay em được xếp cả đêm, thôi em đi nha. Bye bye, xinh gái quá mày. Tăng ca hoài, tối nào cũng tăng ca. Học gì ạ? Em sắp thi rồi. Học á, không biết đi chơi đâu đây. Sao hot girl về phòng nhiều ta? Xinh ra học sinh á, hot girl không, không biết đi đâu nữa nè. Lạ, lạ quá, lạ chán quá, tối không biết đi chơi đâu. Chào em. Dạ em chào anh. Chào chị. Em ngồi ghế đi. Em đi đâu vậy? Em đi kiếm chị Lan trong phòng trọ này nè. Lan mới vừa đi tăng ca đó, mới vừa đi làm đó. Chết rồi, biết vậy hồi nãy á, trước khi lên em gọi điện thoại cho chị Lan cho rồi, bây giờ lên tới đây rồi mà không có chị rồi giờ sao ta? Ủa mà chị là gì của chị Lan vậy? Chị là bạn của chị Lan á, chơi với nhau lâu lắm rồi á. Tôi ở trọ với thằng bạn. Cái gì đeo cặp nhẫn thì đã áo đôi người ta không tính. Dạ không, phải là nhẫn đôi mới được. Nhẫn đôi. Vậy là chút nữa nhóm mình đi đâu có được hưởng khuyến mãi ưu đãi gì đâu. Dạ đúng rồi anh, tại vì trong nhóm của mình á đâu có đôi tình nhân nào đâu, sao mà được khuyến mãi được. Hay là cái gì anh? Hay là mình giả làm tình nhân đi. Anh này cứ chọc em hoài à. Mình đâu có nhẫn đôi để chứng minh mình là một cặp tình nhân đâu. Này có phải là nhẫn đôi. Thôi, bây giờ mình kêu taxi đi ha. Chứ đi ba, đi xe máy đâu có tống ba được. Vậy nha. Dạ. Thiệt tình thì tôi không có ham cái chương trình khuyến mãi, nhân dịp khai trương quán cà phê gì đâu. Mà trong lòng chỉ muốn đi chơi với cô ta để tìm hiểu thêm bạn mới mà thôi. Khi nghe nói cần có nhẫn cặp để giả dạng tình nhân thì tôi liền khoe chiếc nhẫn của mình và đưa cho cô ta một chiếc để đeo. Vậy mình kêu taxi đi luôn em ha. Cái tống bà xe máy đâu có được. Dạ. Để có chiếc xe. Dạ sao cũng được. Đúng rồi. Xong chưa? Xong rồi anh. Thì nhanh em. Đi. Đi em. Dạ. Chào mừng anh. Em muốn gì? Dạ cho em ly nước cam đi. Cam luôn anh. Chủ ơi, cho hai nước cam, một cà phê đá. Dạ. Làm còn ngọt tí nha.
Ủa em, dạ. Anh nói hôm nay quán có chương trình gì mà sao anh thấy không có treo băng rô nát fit gì hết vậy? Anh nhắc em mới nhớ. Sao hôm nay em cũng không thấy cái gì vậy ta? Em nhớ rõ ràng là con nhỏ em nó nói là ngày 18 mà. Hôm nay ngày 17. Thôi rồi, chết em rồi. À, vậy thôi coi như ngày hôm nay em mời hai anh uống nước để chuộc lại lỗi của em nha. Tại em nhớ lộn á. Thôi mà đâu sao đâu chị. Để mình xe được mà. Đây, nước cam của em, anh uống phải đá. Rồi, em cảm ơn chị. Thôi sao mà được em. Hồi nãy á, anh trả tiền taxi rồi. Chẳng lẽ mới lần đầu tiên gặp nhau mà cứ để anh trả tiền hoài á thì ngại lắm. Coi như chầu nước này em trả đi ha. Sao đâu em cách sáo quá. À, mà chị, cái bạn mà chị hẹn á, sao giờ chưa tới nữa vậy? À, đợi em một xíu nha. Em gọi cho mấy em coi nó đi tới đâu rồi. Gọi đi em. Chút xíu. Thôi chết rồi. Em ngại quá à. Điện thoại của em hết tiền rồi. Có gì đâu, lấy điện thoại anh nè. Thôi thôi em nè, còn tiền nhiều lắm. Nè chị gọi đi. Gọi đi em. Dạ cảm ơn, vậy cho chị mượn xíu dạ, nha. Dạ. Mắm dừa. À em gần tới rồi hả? Ok, để chị ra cổng rồi chị đón chị trước em ha. Xin phép hai anh để em ra em đón đó nhỏ đây. Em cái ha. Rồi đây nè, chị đang đi ra nè. Mày tới lẹ đi. Nhanh lên. Nhỏ chị nó dễ thương vậy. Nhỏ em chắc cũng đẹp. Chắc vậy rồi. Nước đây cũng ngon ghê ha. Cam với cam tư. Quá đẹp ha. Ngày mai mình tới ha. Ngày mai đúng ngày mình tới. Biết có kẹt xe không mà lâu dữ ta. Về tới đây xe gì nữa ba. Tới gần đây thì nó con chị nó ra đón gần tới rồi đó. Mày ra nãy giống lâu rồi đó. Mày có gì đâu đi lung mày. Lẽ lấy nó xinh gái cũng không để nó gạt anh em mày. Đúng không? Chứ không có đâu. Sao lâu thiệt anh? Thấy lâu thiệt á. Không hiểu sao mà đi lâu dữ vậy không biết. Chết rồi, có bị lừa không vậy? Không rồi mẹ ơi, nó xinh gái gì mà lừa gì ba. Mày cứ đa nghi không mà. Cái điện thoại của em. Điện thoại mày hả? Đi nãy giờ 10 phút rồi đó. Điện thoại mày cầm luôn hả? Đưa lại á. Ê, ở đâu rồi? Chiếc nhẫn của tao đưa ở nhà nữa. Rồi cái điện thoại của mày nữa. À, xe ôm. Dạ. Bây giờ còn chở hàng được không em? Dạ còn anh. Ừ thì anh cần em chở anh đi tặng một cái thùng rượu cho đối tác của anh. Dạ dạ. Nhưng mà trước khi tặng cho đối tác của anh á, thì cần em chở em về nhà. Dạ dạ. Nhà anh lấy cái thùng rượu trước, thấy không? Sau đó trên đường đi đó, anh ghé đại lý, anh lấy thêm một thùng nữa. Vậy là mình đi hai đoạn đường luôn á nha anh. Đúng rồi, hai đoạn. Dạ. Thì bây giờ em coi tính tiền sao? À, mai... Chừng 10 cây thôi. Chừng 10 cây hả? Ừ. Vậy em lấy 90 ngàn ha anh? Gì 90 ngàn hả? Dạ,
Trời trời tối này ha, nhiều người ta còn chặt chém anh còn hơn cái đó nữa đó. Em là em lấy giá hụt nghị á. Rồi được rồi, dạ. Tại em thấy cũng mưa gió cũng tội nghiệp. Dạ. Rồi rồi anh bo thêm 10 ngàn đó đủ dạ. luôn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Em chạy chén cuối này em về em ngủ luôn. Rồi, dạ, rồi, anh. Rồi đưa nón lên anh. Rồi đi luôn ha. Dạ. Rồi vé xe đi em. Rồi. Mình đi đường nào anh? Rồi bây giờ vòng vô hẻm. Để anh lấy hàng cái. À, ở gần trong đây hả anh? Ừ, đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Tối đó, trời mưa lất phất. Tôi đang lau xe thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự tới kêu chở anh ta và thùng rượu đi giao. Khi tôi chở anh ta về đến gần cổng nhà, thấy chỉ có thùng rượu để trước cổng, nhà thì khóa cửa. Anh ta nói là đã dặn thằng em đợi anh ta về rồi hắn đi, nhưng lại đi trước, không có đề phòng trộm cướp gì hết. Trời, em biết sao không? Cái thùng rượu này á ha, một chai á là coi như là hết cả tháng lương. Dạ dạ. Tưởng rượu ngoại quý lắm, hiểu không? Dạ. Bưng gì nhẹ giùm anh thôi nha. Rồi, rồi, đó, từ từ thôi. Rồi, từ từ thôi em. Dạ dạ. Trời ơi, rớt xuống cái là thôi á. Đó, cẩn thận thấy không? Dạ dạ. Trời ơi, thùng rượu này á, một cái chai là coi như hết cả tháng lương đó em. Dạ dạ. Đúng không? Rượu này chắc ngon lắm hả anh? Trời ơi, sao ngon em? Anh là thường hay uống ba cái rượu này nè. Dạ. Biết sao không? Uống xong á sáng dậy không nhức đầu. Dạ. Nên bởi vì thế mà anh mới đề xuất cái phía công ty á mua cho bằng được dạ. cái rượu này tặng cho khách hàng. Dạ dạ. Đó. Vậy thôi mình đi anh. Ừ đi đi. Dạ. Cẩn thận từ 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 từ. Để chút. Trời ơi, rớt cái thùng này xuống là thôi đó. Đói nguyên tháng luôn em. Đứng đứng ở đây đây. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi. Rồi đứng đây chờ anh đi ha. Dạ dạ dạ. Sao anh vô trong hẻm này nè. Anh lấy thêm một thùng nữa. Rồi sẵn anh trả tiền luôn. Dạ không? Dạ. Em đứng đây em chờ đi ha. Dạ. Nhớ giữ cái thùng nha, đừng có chạy á. Dạ anh yên tâm đi. Cái khu hồi nãy là em ở mà. Em bỏ chạy á, vợ con em ai nuôi anh. Mỹ đây. Ủa anh. Gì? Cái hẻm này em thấy chạy xe vô được mà không ấy em chở anh vô luôn. À thôi mày cứ ở ngoài đây đi, biết sao không? Cái hẻm trong đây á là toàn hố gà không à. Dạ. Đi rồi lỡ mà va chạm này kia rồi cái thùng anh nhẹ đó ha là nứt cái chai rượu. Dạ dạ dạ. Mà nặng cái là rớt nguyên cái thùng này xuống luôn. À. Là coi như thế không? Dạ dạ. Cả năm coi như ăn cám luôn. Dạ dạ. Không? Thôi ở lại đây giữ cho anh ha. Dạ dạ. Rồi anh đi gấp ha. Dạ dạ. Giữ đi. Khi đầu hắn nói với tôi là chở tới cửa hàng rượu, nhưng tới đoạn vắng hắn kêu tôi dừng xe trước hẻm nhỏ để hắn đi bộ vào trong để thanh toán tiền rượu. Hắn không cho tôi chạy vô, sợ quẹo qua quẹo lại rồi đổ rượu. Tôi để hắn đi bộ vô. Chừng 5 phút sau quay trở ra lại nói là không có đủ tiền, người ta không cho lấy rượu. Ờ anh em. Dạ. Trời thì em giúp giùm anh cái này được không em? Ủa giúp gì anh? Thì nó khổ hết sức luôn em. Nãy giờ anh biết sao không? Tức là cái chuyện nó như vậy nè. Thực chất ra là cái tiền rượu hàng nó lấy là có 18 triệu thôi. Dạ. Nhưng mà ở bên trong kia công ty người ta lên giá cho nên là 20 triệu. Bởi vì anh đem có 18 triệu rồi. Dạ. Không có đủ tiền. Nếu mà được thì em cho anh mượn 2 triệu đi. Ha. 2 triệu thôi. Rồi, nhắc tới công ty mới nhớ đẹp. Thiệt tình luôn anh. Để anh gọi cho công ty. Đó. Gọi công ty bán vốn. Tại sao không chịu nói cho anh biết để anh bất ngờ quá. Alo em hả? Ừ. Đó làm sao bên công ty rượu người ta lên giá mà không chịu nói cho anh biết trước. Đó để bây giờ là anh chân thửng luôn. Bây giờ ta lên giá 2 triệu nữa là 20 triệu đó. Quá đưa có 18 triệu cho anh nè. Ừ đó đi. Em làm ăn vậy chết rồi. Bây giờ không có cái tiền mà lấy hàng ra rồi sao mà tặng khách hàng đây.
Đó anh thấy chưa, bây giờ công ty nó làm ăn vậy hết. Sao anh, vậy mình có đi giao nó ngoài rồi đi quay quay lại anh. Ở đây có một cái cây ATM nào không em? Không biết không? Em cũng không biết, em mới chạy tới đây rồi anh ơi. Mà thấy cái khu này vắng lắm, chắc cũng không có đâu. Ra ngoài gần mà chợ đồ mới có thôi. Trời ơi, bây giờ không đủ tiền làm sao mà anh lấy hàng nó được đấy nè. Trời ơi, tới giờ hẹn luôn rồi. Bây giờ dạ, khách hàng mà lên sân bay mà khách hàng bay là coi như là anh thua luôn á. Dạ. Trời ơi, tuyệt. Không, bây giờ em có thể nào mà giúp cho anh mượn 1 triệu đi, rồi chút xíu nữa ra cái cây ATM nó anh rút anh trả lại cho em. Em hả? Trời, em chạy xe sáng giờ làm gì có anh. Không thì có đâu. Thôi có thì cũng đáng giúp anh cái đi. Không, thực sự lát hồi ra cái cây ATM á, rồi anh rút tiền anh trả lại cho em. Đó. À em nhớ rồi. Hồi chiều vợ em có đưa 2 triệu đóng tiền nhà. Ừ. Mà em cho anh mượn rồi anh rút anh đưa em lại liền phải không? Đưa lại liền. Rút xong anh vô anh lấy hàng, biết không? Dạ. Tranh thủ đi bây giờ, tức hàng của tao. Dạ dạ dạ. Đi một cái là thôi chết anh luôn đó. Ở cái này sao có 10 mấy ngàn vậy? Ở cái này tiền nãy em chạy cuốc xe nãy. Đủ 2 triệu không? À đâu anh đếm rồi. Đúng 2 triệu luôn, vợ nó đóng tiền nhà. Thôi rồi đủ rồi em. Dạ. Bây giờ cho anh mượn luôn cái kia luôn đi. Tại vì không lỡ lát hồi có thối cái gì đó rồi có tiền tối. Không, không sao đâu. Lát ra ATM rồi anh rút có gì anh bo thêm. Dạ dạ dạ. Rồi đi. Rồi. Dạ. Thôi giữ cái thùng giùm anh nghe không? Dạ dạ. Cái thùng 20 triệu đó em. Trời ơi, cái này là đáng giá rồi. 1 năm đó. Em biết rồi. Bể cái là em chạy xe mấy tháng trời luôn. Chạy hoài luôn. Dạ. Thôi anh đi nha. Nhớ giữ thùng. Chút xíu ra liền ha. Dạ. Trời ơi. Hắn hỏi mượn tôi 2 triệu cho đủ 20 triệu để trả cho người ta, rồi tí ghé ngang cây ATM rút tiền trả lại. Tôi thấy hắn nói có lý, vì tôi đang giữ thùng rượu đắt tiền mà, mắc gì tôi phải sợ hắn cầm 2 triệu của tôi chạy mất. Nhưng chờ hoài, lâu quá, sốt ruột. Tôi chạy xe vô hẻm. Thì nó là con hẻm thông qua bên đường bên kia. Tôi lo lắng, chạy trở ra thì chết điếng khi biết bên trong không phải rượu ngoại, chỉ toàn là đá với giấy thôi. Tôi tức quá, liền chạy xe về cái nhà mà hắn nói là của hắn, đập cửa. Thì người dân nói đó chỉ là nhà bỏ hoang. Chạy xe ôm như tôi thì kiếm được bao nhiêu tiền một ngày đâu chứ. Cái tội nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta, đã mắc bẫy những thằng ác ôn, mất tiêu tiền thuê phòng trọ tháng này rồi. Quý vị thân mến, răng cơm cậu ba ơi. Dạ, đợi con chút. Ăn cơm cậu. Dạ. Đúng rồi cậu. Ê, cá, ủa ba. Dạ cô ba, cô ba. Ăn, ăn đi cậu. Ủa, xóm mình mới có người dọn về hay sao mà có nhiều thanh niên lạ vậy cô ba? Cô cũng không biết nữa. Con thấy lạ lắm, mấy hôm nay nó chạy vòng qua vòng lại hoài hả? À, mà chắc nó mướn nhà cái dãy nhà bà Sáu á. Bà Sáu bà mới xây nguyên một dãy nhà trọ luôn á. Bà Sáu sắm trên đó hả? Đúng rồi. Hèn chi toàn thanh niên lạ không. Mà mình cũng đâu có nói chuyện với họ đâu. Thôi kệ đi cậu. Dạ. Mà con dặn nghe nè, ở nhà á nhớ đóng cửa cẩn thận lại, mình đề phòng vẫn hơn. Ừ, ừ, cô ba cũng ráng cẩn thận á. Mà với lại cô ba, con ăn xong nha, tí nữa con lên trên con nghỉ cỡ nửa tiếng thôi. Sau đó cô ba lên, cô ba gọi con dậy. Rồi. Cái xe con để ngoài cổng á, con làm biến dắt vô lắm. Cô giùm chừng giùm con nha. Rồi, để cô ba coi cho. Dạ. Rồi. Ủa sao nay ăn ít vậy cậu? Dạ giờ này con đi ăn với mấy đứa bạn, no rồi. Tí cô dọn nha. Rồi.
Đây đây, cậu nghĩ đi. Có gì mà cho bạn thấy y chang kế hoạch nữa. Có ba ơi, mở cửa cho con đi. Cậu chủ. Bữa nay á, sao cậu chủ về sớm vậy? Dạ con về có công chuyện. Vậy hả? Hành động đó. Bây giờ mày cứ ở đây đi nha. Nếu mà có chuyện gì không ổn á thì mày chạy trước đi. Hoặc tụi tao đi sau nha. Tao hành động liền luôn đó nha. Tôi giúp việc cho cậu chủ là đã gần 5-6 năm rồi. Thì thường ngày cậu chủ vẫn đi làm về đúng giờ. Hôm đó thì cậu chủ đi làm về sớm hơn. Rồi cậu nói là để xe ở đó khoảng 1 tiếng nữa là cậu đi công chuyện tiếp. Rồi rồi biết rồi. Rồi ok. Bây giờ cái thằng kia nó vô nhà nó nghỉ 1 tiếng rồi. Còn mình bà già ở ngoài, tụi mình dễ hành động hơn. Bây giờ á, mày cứ vô trước ở giống đi. Chừng nào mày vô được nhà với bà, tụi tao sẽ quan sát coi tình hình sao. Nếu mà được á, mình làm luôn. Thấy chưa? Đi nhanh đi. Cô ơi. Gì vậy con? Ra nhận tiền đi cô. Tiền gì vậy con? Dạ thưa cô, đây là tiền quỹ sinh hoạt của phố mình đó cô. Tiền quỹ gì mà sao cô không nghe nói gì hết trơn vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Con được sự phân công của bác tổ trưởng á, cho nên là từ trưa tới giờ là con đi phát là cho xóm trên á. Bây giờ đến giờ này á, con mới còn được nhà cô với còn mấy nhà đó là hết rồi đó. Mà tiền gì cô đâu có biết đâu mà nhận cho con. Bây giờ cô cứ nhận đại đi, con là còn có vài nhà nữa thôi. Cho nên là cô cứ nhận đi, để cho con còn đi về nữa, giờ trời tối rồi. Khi mà cậu chủ tôi lên lấy đồ ở trên phòng á, thì có một thanh niên xuất hiện, nói với tôi là đại diện cho tổ trưởng để trả mỗi hộ 200.000 đồng. Mà tôi hỏi lý do á, thì cậu ta cứ nói là tổ trưởng dặn cậu ta như vậy nên cậu ta mới tới. Thì ban đầu tôi thấy nó không hợp lý, nên tôi không có mở cửa, tôi cứ đứng chần chờ vậy đó. Nhưng mà cậu ta cứ thuyết phục một hồi ấy, thì cậu ta có nói là... Thì cô cứ nhận đi, và vài bữa nữa khu phố mình á mà có cuộc họp á thì cô cứ hỏi, không có sao đâu. Cô có biết có tiền gì đâu mà nhận, mà nghe con nói quá. Thôi vậy thôi, để cô nhận rồi có gì á ha, cô báo lại cho cậu chủ. Rồi mai mốt á cậu chủ đi họp rồi cậu chủ nói lại ha. Dạ dạ, cô cứ nhận giùm con đi. À, cô qua bên đây cô ký nhận giùm con luôn. Rồi sẵn tiền con xin con miếng nước con uống luôn. Con đi từ trưa tới giờ mệt quá trời luôn rồi. Thì khi tôi đang nhận á, cậu ta lại cái vẻ giống như là cố tình kéo tôi vô cái băng đá ở trong vườn nhà ngồi, nhằm giống như là che khuất cái tầm mắt của tôi để tôi quên đi chiếc xe của cậu chủ của mình. Dạ thưa cô, đây là biên nhận nè. Cô ghi ha, giùm con đi rồi cô ký tên giùm con luôn. Dạ cô, đây là 200.000 là cô kiểm lại cho là giùm con. Cô cho cô xin miếng nước luôn con. Uống đi con. Trời ơi, mà tiền này tiền gì mà mình nhận vậy trời.
Bây giờ lát mình đưa cho cậu chủ chứ sao giờ. Mẹ ơi, thưa cô, con sẽ phép con Liên lên cô để chảy vợ. Rồi, cảm ơn con. Mà trình báo đúng mọi việc ra thì cậu chủ tôi nói là có lẽ những cái người này á, là đã có thời gian quan sát gia đình của chúng tôi từ lâu rồi mới có thể lập được cái kế hoạch hoàn hảo đó. Tôi mong á, là mọi người nên đề cao cảnh giác, không nên mở cửa cho người lạ mặt vào nhà để tránh mất tài sản của chủ nhà. Cả năm nay rồi, trước giờ đi học đi làm hay chiều về thì khách mới đông, còn tầm trưa thì khá vắng khách. Hôm đó như mọi ngày, khách vắng, ngồi rảnh nên tôi lấy số tiền bán kẹt và bán nước từ sáng giờ sắp xếp lại cho gọn. Chào em. Cho con ly cà phê đi cô. Rồi, có liền, chờ cô chút nha. Dạ. Alo, tụi bay đang ở đâu vậy? Ra cà phê với tao không? Ê, có kẹo thơm nè. Ra đây đi. Thì tao nói nhiều tụi bay hiểu rồi. Ra đây nha. Tao nhắn địa chỉ qua cho. Ừ. Nhanh nhanh nha. Đây, cà phê đây. Mời con. Dạ, cảm ơn con. Còn 50 được không con? Dạ, cũng được cô. Rồi. Cô ơi, tính tiền đi cô ơi. Rồi. Ủa, sao về sớm vậy? Hồi nãy nghe nó rủ bạn bè tới đây mà. Tại mấy đứa bạn con nó nói nó bận, cho nên bữa khác tụi con ghé nha. Ồ, vậy hả? Dạ, cô thối giùm con nha cô. Nè, nghe tiền bự quá à. Thôi chờ con chút xíu nha. Dạ. Con 13 nha, cô thối 487 nha. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều, mốt ủng hộ con ha. Dạ. Cô, lấy cốc kẹt cho con nhanh nhanh. Rồi, có rồi. Cà phê của cô pha ngon thiệt luôn á. Cảm ơn con nha. Dạ, bữa khác tụi con ghé nha. Rồi, gửi thơ kê. Dạ, con đi. Rồi, cảm ơn con.
con. Dạ. Nói nghe nè, lấy đỡ một cô đi, bận sao tới 20 cũng có nữa nha. Dạ, con lấy mà. Cô pha cho con ly cà phê sữa nha. Mà cô lấy cà phê pha sẵn á nha, chứ cà phê viên con chờ lâu quá. Ừ, đợi chờ nha, chứ hồi nãy nói luôn cô làm lẹ rồi. Dạ, chờ dạ. Con chút xíu nha. Còn hai đứa nam nữ tới mua cạc điện thoại, lại mua thêm ly cà phê sữa mang về. Mà lúc đó lại vừa hết sữa nữa. Cô gái nó cứ hối liên tục, phần sợ mất khách nên tôi hơi rối, chẳng để ý gì cái hộp đựng tiền và cạc điện thoại trên quầy nước. Con ơi, hết sữa rồi, chờ con chút xíu. Dạ, cô nhanh nhanh giùm con nha cô. Rồi rồi, cô có liền. Lúc đó con nhỏ nó làm tôi rối lên. Chị nghĩ tới chuyện chạy nhanh vô trong nhà lấy hộp sữa mới ra bán, mà quên mất cái hộp tiền. Chạy vô chạy ra chắc cũng mất có một phút thôi. Mà để ấm ức tới bây giờ vì mất hết tiền. Thật đúng là cũng do tôi sơ suất quá mà, tự dưng mất tiền một cách oan uổng. Bị một lần là nhớ cả đời. Tôi sẽ sắm cho mình một cái túi đeo, để tiền lúc nào cũng ở bên cạnh mình, không để lơ là ở ngoài nữa.